Rút lui. Thật là đồ ăn hại. Kêu chúng nó rút lui. Chạy mau lên. Đừng có đuổi theo. Tất cả quay lại. Báo cáo tướng quân, đã bị địch quân mai phục rồi. Những cây giáo nhọn của chúng ta trong rừng không có tác dụng gì cả, cho nên cấm miệng. Như vậy thì hãy bảo vệ hết khu rừng này. Hãy tìm cái tên điền cảnh này ra cho ta. Nếu như không chịu đầu hàng thì giết hết chúng nó. Tuân lệnh. Tướng quân, dấu cầu đã khiến cho bọn chúng rút lui. Mau bằng bỏ tướng quân. Không cần. Điều quan trọng bây giờ là lập tức mau điều tra coi binh sĩ của mình bao nhiêu người bị tử thương và bao nhiêu binh khí đã bị hư hao, đề phòng sự tấn công của họ. Dạ. Hãy kéo tụi nó lại đây cho ta. Dạ. Quỳ xuống. Nếu trong cơ hội tốt này mà để cho ngươi chạy thoát thì bàn quyền làm sao đứng dưỡng tại Nguyễn Quốc chứ? Tướng quân, bàn quyền muốn giết bộ hạ chúng ta. Để ta đi coi. Điền cảnh, sao chưa bỏ binh khí đầu hàng? Nếu không thì đừng trách ta vô tình đó nha. Không ngờ bọn chúng dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Bèn tướng quân, xin đừng có ra mặt nha. Điền cảnh, ta đếm 3 tiếng, nếu như mà người không có đầu hàng á thì ta sẽ giết từng tên một. Binh sĩ của họ đông hơn chúng ta, nếu chúng ta ra mặt nhất định sẽ chết. Không lẽ nhìn thấy huynh đệ của chúng ta bị giết sao? 1 2 3. Tụi tôi không sợ đâu, muốn giết á thì giết đi. Nói rất hay. Bình tĩnh. Họ là huynh đệ của chúng ta, nhưng người của họ đông hơn. Nếu mình đi ra sẽ bị chết. Hãy giữ hết bọn họ cho ta. Điền cảnh, đó là anh ép tôi. Thà ta đốt cháy hết khu rừng này chứ không để cho bọn ngươi chạy thoát về Triệu Quốc. Phóng lửa. Mở lên, phóng lửa đi. Phóng lửa đi. Đốt lửa. Đốt hết bọn họ đi. Mau lên. Đốt hết bọn họ đi. Nhanh lên. Bên này. Mau lên. Mau lên. Đốt hết. Đốt hết bọn họ đi. Đóng hết, cài mặt quá, nóng quá. Để coi các người chạy đi đâu. Ngọt quá. Tướng quân, tình trạng này kéo dài chúng ta sẽ bị chết cháy. Nếu chết thì chết chung với bà Nguyên đi. Đúng vậy.
Đi. Nè, đừng nha. Đi đi. Đừng nha. Tướng quân, thuộc hạ kháng lệnh. Nè, đừng. Nè, đừng. Đừng đi. Đừng nha. Quay lại đây mau lên. Đi đi, đi đi, đi đi. Nè, đừng có đi. Tướng quân. Quay trở lại mau lên. Đừng có đi. Đừng có đi. Tướng quân. Yeah. Quay trở lại. Tướng quân. Giết bà Nguyên. Giết bà Nguyên. Để tụi tao. Ngày hôm nay cuối cùng ta đã có cơ hội nhìn thấy sự quay phong của Điền tướng quân trên mặt trận. Thật ra chỉ có bấy nhiêu thôi. Lần này do ta đã sơ hở. Ta không biết là ngươi không muốn liên minh phục quốc. Đúng như ngươi đã nói, nếu không lập công nơi xa trường thì làm sao có thể làm cho mọi người phải cùng kính chứ. Ta đã nhận thánh lệnh của đại dương thì lẽ đương nhiên ta phải vì ngụy quốc. Đúng lý ra ta cũng ngưỡng mộ cái liên minh của người, nhưng mà tại vì người đã sinh sự muốn dẫn binh để xâm lược nước ta, giả lại còn hãm hiếp phụ nữ, hãm hại binh lính của ta không ít. Nếu như ta đem chuyện này nói ra thì người thử nghĩ đi, các nước khác còn có thể hợp tác với người nữa hay không chứ? Ngươi thật là bỉ ổi. Ngươi là đại tướng quân của triều quốc mà đã làm ra những chuyện lòng người dạ thú. Ta nghĩ là nên giữ ngươi lại đây, đợi lúc đại duyên của ngươi là Triều Tiên hầu lại để cắt đất và xin lỗi. Ngươi đừng hòng. Bắt nó đi. Dạ. Tướng công, hình như đang có tâm sự gì? Đúng vậy. Anh cảm thấy có điều bất an trong lòng, e rằng có chuyện chẳng lành. Thiếu gia, bên ngoài có một binh sĩ cầu kiến. Bà Nguyên muốn đại dương phải đích thân ra mặt để giải quyết chuyện này. Công tiên sinh và Điền tướng quân là bạn thân, chúng tôi xin ông hãy cứu tướng quân của chúng tôi. Người hãy về phúc đáp, ta nhất định tới. Người có tự tin có thể điều đình được việc này phải không? Tại hạ cùng với Lại Bàn Nguyên có chút tình bạn, có thể anh ta sẽ nghe lời của tại hạ. Vậy được, ta nghĩ chuyện này đã hiểu lầm rồi. Ta tin tưởng Điền tướng quân không buông lỏng các thuộc hạ làm cái việc tổn hại đến sự bàn giao của hai nước đâu. Như vậy người muốn ta phái bao nhiêu binh mã để cùng đồng hành với người? Lần này ra đi chỉ là việc giải hòa, nếu mang theo binh mã chỉ gây thêm hiểu lầm mà thôi. Một mình tôi thì được rồi. Như vậy thì là phiền tôn tiên sinh đó nha. Anh ta có muốn em và Tiểu Hái đi theo? Mấy năm nay anh đã quen một mình lên đường. Em yên tâm, anh nhất định sẽ đón Điền đại ca về. Em cảm thấy con người của bạn Nguyên không phải là người chứng nhân quân tử. Tuy anh và bạn Nguyên mỗi người một đường, nhưng mà nếu như anh có thành ý thì anh ta không làm hại anh đâu. Huống chi cử chỉ của anh ta cũng như là cử chỉ của con người thôi. Nghĩa huynh là người thường ra chiến trận nhưng cũng bị người khác gài bẫy đó sao? Cho nên anh càng phải đi. Thứ nhất, để ngăn cản chiến tranh giữa hai nước Triệu Ngụy. Thứ hai, nếu anh không đi, Điền đại ca sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì anh phải cẩn thận. Em yên tâm, anh sẽ đón về Điền đại ca. Nhưng mà nếu như anh không trở về được, anh sẽ mang tin đến Vọng Nguyệt Lầu. Ừ. Đi. Tôm đại ca, Tôm đại ca à, cho em theo với. Khang Nhi,
Em mong sớm ngày gặp được chào của em. Đường đi xa xôi lắm, em nên ở lại với cô Hồng Nô đi. Phải đó Khang Nhi, Tôn Đại Ca đi gặp cha của em thì sẽ dẫn cho em trở về, cho nên không cần phải lo lắng. Từ lúc Khang Nhi ra đời, ngoại trừ khi đánh giặc, cha chưa có bao giờ rời khỏi em. Nhưng mà lúc gần đây em từng thấy ác mộng, trong mộng thấy ma quỷ bắt cha của em đi một nơi rất là xa. Em rất là lo lắng. Chuyện nằm mộng cũng tin được sao? Em là nam tử hán mà, đi tin cái chuyện đó sẽ bị người ta cười chê. Tôn Đại Ca, cho em theo với. Đứng dậy, đứng dậy hãy nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang cha của em bình an trở về. Khang Nhi, em đã lén theo anh, em muốn gặp chào của em. Trước mặt chúng ta là ngụy quốc, hay là cho em đi theo đi. Cuộc hành trình này rủi nhiều mai ít, em hãy hứa với anh đừng để lộ thân phận của em. Nghe theo lời của anh nha. Em nhất định hứa. Ngụy quốc. Chủ nhân của tôi đi xa còn chưa về, ông có thể để lại danh tánh. Bàn tướng quân về tôi sẽ hồi báo ngay. Vậy còn bạn phu nhân đâu? Có bà cũng vô dụng thôi. Xin mời công tử trở về đi. Tâu công tử đã về rồi à? Gặp được ông may quá. Mời. Quán nương đã xảy ra chuyện gì hả? Phu nhân đã mang chứng bệnh mất trí, không còn nhận ra ai được. Đáng lý ra tôi đã về quê dưỡng già, nhưng bàn tướng quân kêu tôi ở lại. Hả? Tại sao quán nương lại mắc chứng bệnh này? Hãy vào trong thăm phu nhân trước đã. Quán nương. Quán nương. Quán nương. Em sao vậy? Anh là Tôn Tẩn nè. Quán nương, em sao vậy? Đừng khóc. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Đừng khóc. Nói cho anh nghe đi. Đã xảy ra chuyện gì? Quán nương. Em không nói thì làm cho anh biết. Em nói đi. Tại sao anh lại ở đây? Quán nương xảy ra chuyện gì? Đó là việc của gia đình tôi, anh cần gì phải lo. Cậu là em họ của tôi có quyền lo. Nàng đã có thai với bàn già, ai ngờ chuyện bất ngờ xảy ra, cho nên trở thành như vậy. Có được kiếm đại phu không? Luôn cái đại phu của đại dương tôi đều mời đến. Thật không ngờ trong mấy năm nay đã xảy ra nhiều chuyện vậy. Nít thật là đúng. Trong 6 năm về trước, khi anh rời khỏi ngụy quốc, tôi nghĩ rằng anh đã biến mất trên thế gian này. Ba năm trước, khi tôi vào tầng giao chiến, tôi đã cần anh say vào chuyện của tôi chứ. Tự anh đã gửi một lá thư cầu cứu với Hàn Quốc. Tôi đã không để danh tánh trong bản tre đó. Nhưng tôi biết người đó là anh. Khi đó đã làm như vậy, tức là anh nghĩ tôi không có năng lực để đẩy lui quân Tần. Tại sao tôi mang ơn huệ của anh chứ? Tại sao đời của ta lại không ngước đầu lên được? Vì tôi không muốn cho hai nước tương tranh. Lúc đó tôi nghĩ không chu đáo, cho nên không nghĩ tới cảm nghĩ này của anh. Anh tưởng anh là ai? Anh là một người vĩ đại của binh pháp già. Tôi thật muốn có cơ hội cùng anh để đỏ sức trên chiến trường. Tôi bây giờ không phải là người trong triều nữa. Tôi không muốn đỏ sức với anh. Vậy thì cái tôn tử binh pháp của anh đâu còn hữu dụng nữa. Thật là điều đáng tiếc. Tôn tử binh pháp là một sự biến hóa linh hoạt.
Tôn tử binh pháp của tổ tiên tôi tuy không sâu xa, nhưng mà quyết không ai có thể phá được. Theo anh đã nói thì binh pháp của anh đã có sự phát triển rồi. Chỉ là nghiên cứu thôi. Người học võ thì phải làm bạn với người có võ. Ta chỉ dùng mấy lời nói đó đâu có tác dụng gì. Thiên hạ bao la, những kẻ mà hơn tôn tấn tôi thì rất nhiều. Đừng nói người khác, cứ nói anh đi, có thể bắt được Điền Tứ Quân, đó mới gọi là biết cách dụng binh. Ta tưởng là anh nói, té ra là tướng bại trận. 6 năm trước tôi bại dưới tay của anh ta, trong lòng rất khâm phục. Nếu như không phải anh dùng thủ đoạn bị ổi, anh nghĩ có thể thắng anh ta không? Hình như anh rất hiểu anh ta đó. Không giấu gì anh, lần này tôi tới Ngụy Quốc là muốn gặp mặt anh ta, để cùng nhau nghiên cứu binh pháp. Nhưng lúc trước anh đã từng là kẻ địch của anh ta, thì anh nghĩ rằng anh ta nhận lời này hay sao? Tôi và anh ta chỉ là mới quen, nhưng mà anh ta rất có phong độ và còn khí khái nữa. Lời nói chỉ là một, không có hai lời, và không bao giờ phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Lần này tôi tới chỉ là dư thừa thôi. Anh ta thật là có thể giúp anh để nghiên cứu binh pháp. Tôi định cùng với anh ta bàn thảo về việc trị quốc. Đối với một người yêu thích binh pháp và đối với một người rất có lợi. Nếu như anh không an tâm thì chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Được, cung kính bất như tuân lệnh. Không ngờ anh cũng nhận đệ tử đó. Cũng là có cơ duyên thôi. Nhưng mà coi ra đệ tử của anh cũng rất khẩn trương đó. Một đứa trẻ sống nơi sơn giả, tôi chỉ e nó làm trò cười cho anh thôi. Thật không? Thả tôi ra đây, hoàng nữ quá, làm ơn thả tôi ra đây, tôi bị quan mà. Thì là quan mà. Thả tôi ra đi. Làm ơn đi. Anh cười cái gì? Tới bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh không cho tôi gặp ảnh. Anh đã hành hạ anh ta như vậy, đã làm mất đi phong độ của đại quốc chúng sanh. Hắn chỉ là một tướng bại trận mà thôi. Nhưng mà ít ra phải có đạo đức, để cho anh ta nhìn thấy sự oai phong, sau này sẽ không dám xúc phạm nữa. Cũng có lý đó. Người đâu? Dạ. Thả nó ra và tắm rửa cho nó. Anh dùng binh như thần. Năm xưa tại hạ đã thua một cách thảm hại, vẫn còn nhớ mãi. Nhưng mà lần này tại sao lại thất sách vậy? Có phải trong lòng có sự lung lạc? Tôn huynh, huynh còn nhớ trước kia tôi đã từng nói với huynh, khi dụng binh thì phải để ý tới chữ trá. Nhưng nếu luận về thuộc xảo trá, tôi tin là bàn tướng quân đây mới là người có đủ tư cách. Tự cổ chiến trường là nơi chôn cất của chết chóc. Tôn Võ tiên sinh đã từng nói rằng, người cầm binh phải biết linh động của sự dối trá và phải biết phần hợp của sự biến hóa. Thật ra lần này tôi thua cho bàn tướng quân, lỗi lầm này có thể thấy được. Tâm khí sức lực cũng có sự thay đổi. Tất cả những thứ đó tôi đều không bằng bàn tướng quân. Cố tam quân khả đấu khí, tương khả đấu tam thị. Cố triều khí nhuệ, trợ khí tính, trợ khí quy. Cố thiện dụng binh giả tụ,
như hành văn lưu thủy, ứng ca bất trợ khí quỷ. Cố thiện dụng binh giả tụ như hành văn lưu thủy, đó là điều không do tự mình được. Thực ra trong thế gian này có pháp thuật nào không chiến mà thắng được hay không? Có, nhưng những điều đó không phải là do lời nói của Tôn Võ tiên sinh. Cố thiện dụng binh giả, khúc nhân chi binh, nhi phi chiến giả. Tại sao nói liên tục? Là ở đâu nào? Nói đi. Bàng Nguyên, kể từ khi tôi quen biết với anh, Tôn Tử binh pháp có nói rõ. Với sự thông minh và tài trí của anh có thể hoàn toàn lãnh ngộ được. Điện tướng quân, cha cần gì? Người đâu? Bắn hết bọn họ! Dạ! Hồng Nô nói không sai, anh đã hoàn toàn biến thành con người khác. Còn anh thì sao? Anh đừng nói là lần này anh đến đây là không có mục đích đó. Phải, lần này tới đây là muốn điều đình với anh. Sam bậy sao? Khi bị ta lật tẩy kế hoạch của anh thì giờ này lại mượn kế để biện cãi. Thật ra việc mà Điền tướng quân thả lỏng bộ hạ của mình, trong lòng mọi người ai cũng biết. Bây giờ anh ta bị thương nặng vậy, anh còn chưa chịu thả anh ta. Thả nó ra? Anh nói thả là thả. Anh dùng thân phận gì mà nói chuyện với tôi? Tôn Quynh, từ khi tôi bị họ bắt tới chỗ này, tôi đã không nghĩ tới sự sống chết của mình nữa. Đối với ân tình của Tôn Quynh, Điền mẫu xin đa tạ. Điền tướng quân, cha, cha, Khải Nhi, Nam Nhi không được sơ lệ. Anh phải nên biết, Triệu Quốc sẽ không vì Điền tướng quân mà cắt đất chịu tội đâu. Ta biết rõ về điểm này. Có câu thả hổ dễ dàng, bắt hổ khó khăn. Luận về binh pháp thì anh là một đại binh gia, tôi sẽ tuyệt đối không khinh nể kẻ địch. Trừ phi anh muốn điều kiện gì, cứ việc nói. Lúc nãy trong khi ta nghe hai anh bàn luận về binh pháp thì sự tu dưỡng của anh cũng không kém hơn hắn. Nếu như anh chịu ở lại để thay thế cho hắn, để viết lại những binh pháp mà anh đã biết, thì tôi sẽ lập tức. Đừng làm vậy! Điện tướng quân, cha, Tôn Đại ca, tính làm sao? Được, tôi nhận lời anh. Cô đi trước đi. Tôn Quynh, anh đâu cần phải gì tôi mà hy sinh như vậy. Nếu tôn tử binh pháp của anh ấy, anh đã là nghĩa huynh của Hồng Nô thì cũng như là đại ca của tôi. Huống chi tôi đã hứa với Khang Nhi là phải đưa anh bình an trở về Triệu Quốc. Khang Nhi, bây giờ em phải nghe cho rõ những lời nói của anh. Nội trong 5 ngày phải đưa cha của em về Triệu Quốc. Tại sao vậy? Có phải cha của em bị bệnh không? Không phải, tại vì cha của em chưa bình phục. Khang Nhi biết rõ. Tôn Quynh, mạng của Điền mẫu ngày hôm nay là do huynh được cứu lại. Ân đức này của huynh tôi sẽ không bao giờ quên. Xin nhận Điền mẫu một lạy. Với tình bạn giữa hai chúng ta, cần gì phải nói những lời đó. Khi nào gặp nhau thì anh mời tôi uống 500 cân rượu ngon hay 300 cân thì được rồi. Tôi sẽ làm theo lời của huynh. Bảo trọng. Cảm ơn huynh.
Cha muốn uống nước hay không? Cha, cha có thấy đau không vậy? Không sao, chắc không sao. Cha, giờ đây anh có thể yên tâm được rồi. Tôi đã thả Điền Cảnh đi rồi, thì anh cũng nên giữ lời hứa mà viết ra binh pháp của anh. Đột nhiên hôm nay không có tâm trạng. Hay là đợi hôm nào tôi có tâm trạng thì anh kiếm tôi nha. Được. Bây giờ anh không có tâm trạng phải không? Tôi sẽ đợi anh cho tới lúc nào anh có tâm trạng mà thôi. Hơn nữa tôi rất có nhiều thời gian. Nhưng mà anh hãy nghe rõ đây, tôi bàn quyền bây giờ không phải như lúc xưa. Nếu có ai ngăn cản mục đích của ta thì tại đây sẽ loại trừ người đó. Đột nhiên tôi muốn uống rượu. Nếu không có rượu thì tôi không viết ra được. Anh hãy lo xếp đặt đi. Tốt lắm. Còn nữa, tôi muốn một mình yên tĩnh. Nếu không có việc gì đừng tới làm phiền tôi. Này, nếu không chúng tôi làm sao về nước được? Nè, mau đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Mau đứng dậy đi mà. Nếu không chúng tôi làm sao về nước? Đứng dậy. Số lượng thuốc độc của tướng quân thì giờ đây con ngựa đã bị thấm thuốc độc và đã bị chết rồi. Muốn trong 5 ngày sẽ về được Triệu Quốc, thiệt là thơ ngây. Tông công tử. Gần đây phu nhân sức khỏe thế nào? Tinh thần của phu nhân rất tốt, nhưng mà không chịu ăn uống. Chỉ có bạn tướng quân đút cho thì phu nhân mới chịu ăn. Cô hãy mang cháo ra đút cho phu nhân ăn đi. Dạ. Quán nương. Quán nương. Anh đây. Em còn nhớ anh không? Lúc còn nhỏ, hai chúng ta thường chơi chung đó. Anh là anh họ nè. Em nhớ được rồi hả? Cô nhớ được chưa? Tại sao lại ở đây? Anh làm gì khẩn trương vậy? Tôi là anh họ của cổ, tôi không hại cổ đâu. Tiểu Mai! Tiểu Mai! Lý lão gia. Ai kêu cô dẫn phu nhân ra đây? Tôi nghĩ là... Lập tức dẫn phu nhân vô phòng. Nếu không có sự chỉ bảo của ta thì không dẫn phu nhân đi đâu. Quán nương, vào phòng đi. Đi. Hãy dìu phu nhân vào trong. Dạ. Anh nhốt cổ trong phòng như vậy, không bệnh cũng trở thành bệnh. Nàng là phu nhân của ta, ta biết làm sao để săn sóc cho nàng. Anh không cần phải phí sức. Anh nhất định có việc giấu tôi. Quán nương trước đây vui vẻ lắm mà. Ta đã nói với anh, vì cô ta mất đứa con trong bụng cho nên mới như vậy.
không phải đơn giản vậy đâu. Lúc mà dượng tôi còn sống, ông đã hối hận cuộc hôn nhân này. Có phải có liên quan tới ông không? Tôn Tửng, Quỳnh hãy nghe rõ đây. Lần này Quỳnh đến đây, mục đích là để giết binh pháp của Quỳnh, không phải là để Quỳnh nhiều chuyện như vậy đâu. Còn nữa, Quỳnh phải phân cho rõ ràng ai là chủ, ai là tử. Cha ráng kiên trì một chút, chúng ta sắp sửa về tới nước Triệu rồi. Cha thấy sao hả? Khang Nhi, con có nghe lời của cha không? Con nghe, con nhất định nghe lời của cha. Được, bọn nó đã bỏ thuốc độc vào người cha. Mau chặt cánh tay của cha xuống. Cha, không được đâu, Hà Nhi làm không nổi. Cha, Khang Nhi. Cha, Khang Nhi. Khang Nhi, cánh tay này không thể giữ được. Bọn họ đã hạ độc cha, nếu con không chặt tay cha thì cha sẽ bị mất mạng, con có biết không? Cha nhất định có cách khác giữ cánh tay của cha mà. Cha không thể nào mất đi cánh tay của cha đâu. Cha, Khang Nhi. Khang Nhi, tay của cha không giữ được đâu. Nếu như con thương cha thì mau chặt tay của cha xuống đi, như vậy cha mới sống được. Con là Nam Nhi mà, sao yếu hèn vậy? Nam Nhi phải cứng rắn, con hiểu chưa? Khang Nhi, lấy vào đi, mau lên, lấy vào đi, lấy vào, mau lên. Nhi, mau lên, mau lên. Khang Nhi, mau lên. Khang Nhi, Khang Nhi, mau lên. Thank you.
Tô công tử. Đã thông báo cho bà Nguyên biết chưa? Dạ đã thông báo rồi. Ờ nè, đi nấu cho phu nhân một chén canh gừng đi. Dạ. Quán nương. Quán nương. Tứ công. Em nói được rồi hả? Quán nương. Tứ công. Anh là anh họ của em đi. Anh tại cao bắt đầu. Có nhiều kinh nghiệm. Anh đừng buồn là không ai biết thưởng thức anh. Em sẽ nói lại với cha, để cha an bài việc làm cho anh. Ông sẽ coi trọng anh. Em nói cái gì? Đừng nha. Đừng phạt Hồng Nô. Hồng Nô cãi lời của anh. Anh đừng có phạt cô ta. Quán nương, em mới vừa tỉnh lại thôi, đừng nói nhiều quá. Đừng nha. Hãy ráng nghỉ ngơi nha. Quán nương. Là anh. Tại sao anh đem tai họa đến hại danh đại thúc? Em nói bà Nguyên hả? Liên lụy đến cha tôi. Và hoàng thượng đã bắt cha tôi chết. Quán nương, tại sao lại hại chết cha tôi? Tại sao phải ra nông nổi như vậy? Quán nương. Quán nương. Quán nương. Hại chết quán nương. Tôi đã ra lệnh cấm không cho anh gặp mặt nàng. Chính anh đã hại quán nương. Nếu như anh không hại chết dượng tôi thì quán nương không có ra nông nỗi này. Anh tưởng là có thể giấu giếm cả đời sao? Phải. Nhiều bá hoài đã cản trở tương lai của ta, mà còn chia rẽ vợ chồng của ta, thì chúng ta phải chết. Cho nên anh ra kế hoạch hãm hại ổng. Bây giờ anh được thành công rồi thì anh được cái gì? Còn chết vợ chết, tất cả đều mất. Cấm miệng. Là do một tay của anh gây ra. Tôi kêu anh cấm miệng. Bây giờ anh được chức cao quyền trọng, nhưng mà nửa đêm giật mình tỉnh giấc, anh cảm thấy trong lòng anh được yên sao? Bắt hắn cho ta. Dạ.
Tôi đã lầm anh rồi. Bắt hắn đi. Tôi có thể tự đi. Sao em rời bỏ anh sớm quá? Không sai. Lúc đầu ở gần kề bên em là muốn lợi dụng em để mà leo lên danh vọng. Nhưng mà mấy năm gần đây anh đã hết lòng thay đổi. Tuy đại dương đã phong cho anh tình nghĩa hậu, nói anh là người có tình có nghĩa, nhưng thật ra anh không cần mấy thứ đó. Anh chỉ mong sao bệnh tình của em sớm được bình phục. Dù có mất đi hết tất cả, anh chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh của em. Anh cũng cam lòng. Từ lúc nhỏ anh đã trưởng thành trong trại nô lệ, chịu đựng sự đắng cay. Anh đã ráng cố công rèn luyện võ công, mục đích là hy vọng tương lai sẽ trở thành một con người. Nhưng mỗi một lúc anh có được những ngày vinh quang thì Tôn Tẫn lại xuất hiện để phá rối. Trước tiên là Hạ Hầu Nạp Lan, bây giờ lại là em. Nếu lần này hắn không đến đây thì em sẽ không chết. Anh nhất định vì em mà báo thù. Anh tuyệt đối sẽ không để cho hắn có được ngày ấm đâu. Hãy mở cửa ra. Bàng Nguyên, kéo hắn ra, hãy nhốt vào thiên lao. Bàng Nguyên, tôi có chuyện nói với anh. Nói. Tôi muốn được cùng đi với em họ của tôi. Ngươi không có tư cách. Người đã chết rồi, anh làm gì để làm gì? Hãy kéo hắn ra. Dạ. Đi. 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 Đi mau lên. Đi. Lên. 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 Mau lên. Lên. Mau lên. Đi. Vô trong. Kiếm sống đi, đừng có làm biếng. Làm việc mau đi. Làm gì mau đi. Mau lên. Chết đi mày. Chết đi. Ta biết người là Tôn Tẫn. Ở bên ngoài có thể ngang dọc được, còn ở trong này ta là lớn nhất. Nếu như người có sanh sự á, thì ta sẽ làm người sống sống không được, chết cũng không được. Đi. Sao chứ? Cha phải ráng lên, nhất định phải kiên trì. Để tướng quân dẫn về tới kìa. Mở lên, mở cái thành đi, mở lên thành đi. Cha, rốt cuộc chúng ta đã về được cố quốc, rốt cuộc chúng ta đã về được quê nhà rồi. Cha, chứ không sao chứ? Cha. Cha đã bị chảy máu. Cha. Cha. Cha thế nào? Cha không sao. Cha muốn rời con. Cha lúc nào cũng nghĩ rằng con còn nhỏ, nhưng mà con đã trưởng thành rồi. Con có thể tự lo cho mình. Cha cũng không còn lo lắng nữa. Không đâu, cha đừng có nói như vậy mà. Sống ở trên đời này, bất cứ ai cũng phải chết. Cha
Cha của con trên không có lỗi với quốc gia, còn dưới thì không có lỗi với dân chúng. Điều hối hận duy nhất của cha là lúc còn sống cha không thể thống nhất thiên hạ để cho người dân sống an bình. Con nhất định giết chết Bàn Quyền để trả thù cho cha. Thù thì nhất định phải trả, nhưng còn phải nhớ, trước khi học hành cho giỏi, vì quốc gia mà ra sức. Điều quan trọng đừng có vì thù riêng mà phải trả thù, chiến đấu riêng tư. Con là một người đổi trời đạp đất, là một nam tử hán. Cha không thể chết đâu mà.